Tam Quốc Phiên nói, nhẫn được ngàn phiền toái, thu được một tâm thanh tĩnh. Ông cũng nói, gặp phải chuyện khó giải quyết thì cần đặt công phu vào việc nhẫn nại. Muốn làm thành công một việc nào đó, bất luận việc gian khó hay là dễ dàng, thì thực sự đều cần phải dụng tâm, dụng sức mà làm. Khi gặp phải một sự tình khó xử lý thì cần phải bình tĩnh và tỉnh táo mà làm. Chu Hy thời Tống cho rằng mọi chuyện chỉ cần nhẫn nại là có thể làm được. Nếu sợ hãi trốn tránh, không chịu được phiền toái, rắc rối thì không làm được gì. Người có thể nhẫn nại, chịu được những phiền toái đến bản thân thì đã có thể dập tắt được ngọn lửa nóng nảy trong lòng, để nội tâm có thể quay trở lại với sự bình tĩnh thong dong. Tĩnh tâm có thể sản sinh trí tuệ, gặp chuyện mới có thể xử lý được, tâm thái mới có thể vững vàng như núi.